Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi tình huynh đệ như một giải pháp cho sự cô đơn của linh mục. Vatican không phân phối video bài phát biểu của Đức Thánh cha Francisco trước các thành viên của hội đồng toàn thể thuộc ban dành riêng cho các linh mục. Tuy nhiên, họ đã công bố những lời của Đức Thánh cha. Ngài đã nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, Ngài bày tỏ mối quan tâm của mình về sự cô đơn của các linh mục và nói với họ rằng điều quan trọng là họ phải hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng mà họ phục vụ. Thứ hai, Đức Thánh cha Francisco đã nói về cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục, mặc dù Ngài thừa nhận rằng vấn đề này rất phổ biến vì nhiều người cũng không kết hôn. Về vấn đề này, Ngài giải thích rằng vào ngày cầu nguyện cho ơn gọi thế giới, Ngài không chỉ nói về ơn gọi tu trì mà còn nói về ơn gọi của mọi Kitô hữu là trở nên môn đệ truyền giáo của Đức Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh cha Francisco đã nói về hình ảnh phó tế vĩnh viễn. Ngài nhấn mạnh rằng, Thượng Hội đồng gần đây nhất đã nói về nhu cầu tái khám phá sứ mệnh xã hội của các phó tế.